Hello, chào mừng các bạn đến với kênh của Thỏ Đặt TV. Chào mọi người. Rồi, ngày hôm nay thì Thỏ Đặt sẽ review cho các bạn xem một clip ẩm thực, đó là ốc luộc sả ha các bạn ha. Ốc luộc sả chấm tôm mẻ. Các bạn theo dõi ha. Và đây là một số những cái gia vị cũng như là ốc Thỏ Đặt đã chuẩn bị sẵn rồi. Mời các bạn theo dõi nha. Rồi, let's go. Và đây là các bạn, ốc Thỏ Đặt bắt ngày hôm qua đây, rộng một đêm, ngày hôm nay thì đem ra chế biến các bạn ha. Đấy, một gỗ này các bạn, rồi gồm có muối, rồi sả, ớt này, rồi có đem theo một hũ cơm mẻ này các bạn. Đấy, cơm mẻ này các bạn ha. Đó, một hồi chế biến cơm mẻ. Rồi, các bạn đón theo dõi clip nha, đừng có rời clip nha các bạn nha. Bây giờ bắt đầu mình chuẩn bị làm một cái bếp ở ngoài trời, rồi bắt đầu mình luộc sả ha các bạn ha. Rồi các bạn đừng rời màn hình nha các bạn ha. Rồi, bây giờ mình làm bếp ngay chỗ này ha các bạn ha. Mình làm bếp ngay chỗ này. Đó. Mình bếp đây thôi. Mình lấy tàu dừa này mình chặt ha các bạn ha. Mình chặt rồi mình nấu. Đó. Luộc này thì mình không cần phải lấy củi nhiều đâu, nó cũng mau chín mà. Này dày quá, sẽ làm hai. Nhóm lửa đi. Đây là lấy mấy cái tàu dừa này mình nhóm lửa.
đây là coi như là nhóm lửa được rồi nè, cháy nè. Rồi thôi để cái đó nhóm lửa cho đốt cái tay ở dưới xong rồi để cái này lên nha. Các bạn thấy không, gái miền Tây giỏi lắm, gì cũng biết làm hết á. Đường về miền Tây vừa dài vừa hẹp, gái miền Tây vừa đẹp lại vừa ngoan nghe các bạn ha. Rồi như lấy chắc đủ ha các bạn. Lấy cái nón nó nhỉ. Nhỉ. Dạ. Lấy cái nón nó ấy lại. Đẩy cổ vô nhiều nhiều luôn nhé. Rồi bắt đầu mình chế biến ha các bạn ha. Bây giờ mình để ốc vô trong nồi nè. Đấy, bỏ ốc trong nồi ha. Rồi cho xả vô ha các bạn. Xả thì mình lấy cái phần phần gốc ở dưới ha. Rồi phần lá này mình để lại một hồi mình chế biến cơm mẻ ha các bạn. Dẹp dẹp cái này cho nó ra cái mùi nha các bạn. Không có đem thớt theo mình đặt cái này. Nó dẹp dẹp vậy được ha các bạn ha. Rồi mình trộn đều lên, một số để dưới một số để trên. Rồi lá ổi cũng vậy ha các bạn, để tí lá ổi vô cho nó thơm. Nè, để ít lá ổi vô cho nó thơm. Rồi, để ít ha, đừng để nhiều quá. Rồi mình cứ trộn đều nha.
xôi với một số tôm. Rồi mình cho một tí muối vô ha các bạn. Cho một tí muối vô. Có tiêu nữa nè, tiêu hạt là cho thơm các bạn. Tiêu hạt này là Thanh Bạch là lấy từ Tây Nguyên về á, hái tại cây tại vườn luôn chứ không phải mua ở đây. Tiêu hạt này là Thanh Bạch hái trên cây ở trên Đắk Lắk đó các bạn. Lâu rồi. Đó, các bạn để như đây ha, ít thôi. Rồi. Các bạn để tí nước vô. Cho mượn chút xíu nước đây, cầm này. Để tí nước thôi nha các bạn. Luộc ốc đừng để nước nhiều quá, lâu chín lắm. Nước lâu sôi. Mình để ít thôi. Nước này là lấy ở nhà đem theo nha các bạn. Đấy, nước này lấy ở nhà đem qua nha. Chứ không phải ở đây không có nước. Lấy nước sông, nước mương ở đây là ăn cầm luôn các bạn. Nha. Này nước sạch nha. Rồi để ít thôi nha các bạn. Rồi để ít thôi. Rồi. Rồi các bạn lắc cho đều lên cho nó. Nha. Rồi bắt đầu mình nấu thôi các bạn ha. Đó. Rồi. Bây giờ mình lấy lá chuối mình đẩy lại. Lấy cái gì đè lên nè. Đó. Vậy là ok rồi. Nấu cái nào nước sôi mà ốc mà nó cái miệng nó tự hạ ra lúc đó là chín rồi nha các bạn. Rồi trong khi chờ đợi thì mình làm nước chấm nha các bạn. Làm cơm mẻ này ha. Bây giờ đây có ít tiêu nè. Mình đâm cho nó bể. Đâm ra. Để tiêu cho nó thơm nha các bạn ha. Rồi. Tiêu này nó vừa cay vừa thơm. Bây giờ mình sắc ớt quả vô ha. Mình đâm một cái đi, mình sắc một cái, mình đâm một cái ha các bạn. Cay đã lắm các bạn ạ. Rồi đấy các bạn. Đấy, rồi. Bắt đầu mình đổ cơm mẹ vô nha các bạn ha. Đây cơm mẹ này các bạn. Đấy, đổ vô. Rồi, như đây thôi các bạn ha. Đầy rồi, để vô cũng nửa cũng không có được đâu. Rồi, sắc ớt vô thêm ha các bạn. Sắc ớt vô thêm. Đây các bạn. Rồi, xả này bắt đầu mình sắc nhuyễn ra các bạn ha. Để vô. Rồi mình sắc nhuyễn vô. Sắc vô. Mới chai đấy. Đấy, sắc nhuyễn vô ha các bạn ha. Chắc khi nào cảm thấy vừa đủ rồi á thì mình nghỉ.
Rồi, như đây được rồi. Rồi mình trộn cho đều lên ha các bạn. Rồi mình trộn cái đều lên các bạn ha. Quay cho đều cho nó tan. Rồi để một tí đường với bột ngọt ha các bạn. Đây này, có đường bột ngọt sẵn nè các bạn. Đây. Đó. Để vô. Lấy ở nhà qua sẵn. Rồi. Trộn đều vô các bạn ha, cho nó tan đều ha. Rồi xong rồi các bạn ha. Thì mình đợi ốc chín bắt đầu mình chiên thôi các bạn ha. Rồi để đây. Ok các bạn, chín rồi ha các bạn ha. Bây giờ mình đổ ra rổ ha các bạn. Đây. Đấy. Ây da. Nè các bạn ha, bây giờ mình đổ ra rổ thôi. Rồi. Đây các bạn. Quá đã ha các bạn ha. Rồi mình chuẩn bị chiên ha các bạn ha. Rồi để qua đây. Rồi. Ok chuẩn bị chiến nha các bạn. Rồi giờ mình vô chiến thôi các bạn ha. Vô chiến thôi. Nói chung là làm chín xong xuôi hết rồi. Bây giờ mình vô mình chiến thôi. Rồi. Thử coi, thử nó ngon không nha các bạn. Cái này ốc u vàng cho nên là mình ăn cái đầu thôi. Còn ở dưới mình bỏ hai cái đít mình bỏ. Ăn cái đầu thôi ha các bạn ha. Rồi mời các bạn nha. Đấy. Rồi đây chấm này các bạn. Mời các bạn nha. Ăn thấy ngon không? Trời ơi. Nó ngon nhất nách luôn các bạn. Quá đã các bạn ơi. Trời ơi nó đã. Mời mọi người ăn ốc khủng lồ nha. Đúng rồi. Đấy. Các bạn ơi. Mời mọi người. Ngon quá các bạn ơi. Vô cái coi. Đặng đặng xong rồi chạy nước miếng từ từ. Trời ơi nó chưa ăn. Trời ơi. Đã không? Đã không? Ngon không? Nhức nách luôn hả? Nhức nách luôn. Ngon quá các bạn ơi. Trời. Quay lại nha.
coi qua trao một tiền có nhức nát không? Còn cầm được máy rồi. Ngon quá các bạn ơi, lâu lâu ăn lần nó ngon. Ồ, nó cay nhức nách luôn đó các bạn. Cơm mẻ này không phải ai cũng có nghe. Cơm mẻ này á là ở nhà tự nuôi nghe các bạn, ít có ai bán lắm, nên là tự nuôi. Thấy có ai nuôi mình đi mình xin giống về cái mình nuôi thôi. Nuôi cơm mẻ này thì nó cũng dễ thôi. Mình cứ lấy con giống về, xong rồi á mình cứ mấy cái cơm thừa đó, cơm nguội đó, bắt đầu mình rửa, mình bóp, mình dắt cho nó khô nước, xong mình để vô là từ từ khoảng vài ngày là mình ăn được à. Đó. Còn nếu mà ốc pu này nè, nếu mà ốc pu đen á thì các bạn ăn hết luôn, không bỏ cái gì hết trơn á thì được. Còn ốc pu vàng này á thì các bạn ăn cái đầu thôi các bạn ha, ăn cái đầu thôi. Và có rất nhiều khuyến cáo là ốc pu vàng này nè các bạn là chế biến đừng nên chế biến xào chung với lại đọt nhãn lồng các bạn ha. Xào chung đọt nhãn lồng mà các bạn mà lấy ốc pu vàng này là coi như là nó bị gì đó thì các bạn tự tìm hiểu nha. Và là coi như là ăn chung đợt nhãn lồng mà trai thẳng là thành trai trai cong luôn á, à, không còn mà cong luôn đó các bạn. Nó không còn thẳng mà nó còn cong cong à, nó không còn luôn, mất tiêu luôn đó các bạn. Trời, ghê chưa, ghê chưa. À, cho nên là mình luộc mình ăn thôi, đừng có chế biến vô cái đợt nhãn lồng nha. Tại vì Thân Bạch nghe người ta nói nhưng mà Thân Bạch cũng chưa dám ăn, cho nên là cũng chưa biết là cái kết quả như thế nào. Thì mình nghe là mình sợ rồi sao dám ăn các bạn, đúng không ạ? Đấy, cho nên là thấy cái nào không hay thì mình đừng có làm. Còn cái này thì mình chế biến món gì cũng được hết, ốc mình là luộc xả, hấp xả hay là các bạn xào cũng được nữa. Đó, xào đấy, ý coi chấm cơm mẻ cho năm thật ra coi. Đấy, xào xả rồi ăn nha các bạn. Để trong đó các anh em cô bác đều không có thấy cái chén cơm mẻ của chị Vinh mình. Đây, đấy, các bạn thấy là cơm mẻ nuôi đây. Ốc mập mập lắm. Ha, ốc mập mập lắm. Ốc siêu to khủng lồ. Đây, đấy. Đấy, ăn luôn ớt nè các bạn. Ăn ốc với cơm mẻ với ớt cái là trời ơi. Trời ơi nó đã nè các bạn ơi. Ớt nè, ăn nó cay. Rồi, tới nghĩ đây. Như ý như qua coi 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 các bạn về Trà Vinh đi, Thân Bạch có một hũ cơm mẻ ở nhà, khi nào có ăn có ốc qua Thân Bạch cho cơm mẻ rồi mình hùng mình ăn chung ha các bạn ha. Mà nói cho mình cầm cái chén này mà mình chưa được ăn mà mình nhiều nước miếng á, chấm nhanh lên là mình cũng được chấm chứ. Rồi cứ để xuống này mấy anh em chấm đi. Đây cầm cái chén cho cô bác dòm cái chén cơm mẻ của đặc sản Trà Vinh mình cũng đã nó nhức nách luôn. Con này sao nó sụp đi nó nhích cái liếc luôn á. Rồi. Bà đi ăn chạy cho thật rồi nó cặp bà nội. Sao vậy? Đây các bạn. Ngon lắm các bạn ơi. Mà nó cay quá các bạn ơi. Để ớt hơi nhiều nên là hơi cay. Giờ ăn xong kiếm nước uống. Cái đâu cái ăn xong hít hà không thì cái gì. Ây da. Rồi mình ăn nó không có được bao nhiêu. Đúng rồi các bạn ha. Nãy giờ mới có hai mấy con, 29 con, thiếu con lỡ ăn tiếp con nó cho nó chẳng. Quá nặng tay rồi các bạn ơi, con này quá nặng tay rồi, quá đã.
quá. Con ốc to to không à các bạn. Ốc mùa này nó mập lắm. Mùa mưa này ốc nó mập. Còn mà mùa khô mà các bạn đi bắt á, con ốc nó ốm ốm nhỏ xíu à. Thấy con ốc nó to to như vậy, lớn lớn vậy đó. Nhưng mà khi các bạn lại ra thì nó nhỏ nhỏ xíu ốm nhất à. Còn mùa này nó rất là mập. Con nào con đấy trà bá luôn. Rồi, clip đến đây xin kết thúc nha các bạn. Nếu các bạn thấy hay thì các bạn nhớ like, chia sẻ và đăng ký kênh để giúp kênh Thâm Đạt phát triển hơn ha. Và Thâm Đạt sẽ ra nhiều clip mới để gửi cho các bạn ha. Xin chào các bạn nha. Chào các bạn nha. Các bạn nhớ dùm đăng ký mình và theo dõi nha. Tạm biệt. Bye bye mọi người nha. Chào các bạn, mình hôm nay nhức nách quá. Bây giờ mình ăn ốc mà mình còn hơi thiếu thiếu cái này. Bây giờ mình ôm mình ngủ luôn, mình nhức nách rồi nha. Bây giờ mình chào các bạn trước nha. Để hôm sau rồi mình sẽ làm clip mới của Thanh Bạch cho các bạn theo dõi tiếp. Dùm like vô nha. Nhấn gì đó, nhấn chuông nha. Bye bye các bạn. Xin chào các bạn nhớ đăng ký kênh nha. Và chia sẻ. Rồi, bye bye. Bye bye các anh chị. Rồi.